Cái này thì ghe lưới ghẹ họ chạy tiếng máy nổ tới đây còn nghe là đang chạy vô. Cái chiều này thì ưa mưa gió, bởi vì mấy anh em tranh thủ vô sớm. Rồi cặp lại cái bờ kè này các bạn. Đó, cặp lại cái cảng này. Trời trời đứng giống giờ. Đó, đi nguyên gia đình luôn nè, vợ chồng con cái gì đi nhóc hết trơn luôn. Trời giống giờ đó. Trên này này có mấy người đang phơi lợp nữa bạn. Này nó không biết. Đó, phơi về sắp lại. Bức này à. Trời trời mặc áo chứ không phải phải siêu cơ văn thịnh gì đâu. Mình 21. Tây thì cái lưới ghẹ nào quá mới luôn, đang chạy vô á các bạn. Bên đây thì trước mũi mình thì ghe lưới bao đang thả lưới xuống giặt cào quá. Đóng lưới quá trời luôn. Đây dưới này thì ghe nước đá ở trong bờ mới lấy nước đá xong chạy ra nè. Bữa nay mấy anh em vô đây quá đông luôn, ghe toàn là ghe ủi cá cơm, vô đây đi tới đâu là nhộn nhịp tới đó. Đây có một chiếc gì đây đang chạy vô đây. Cào tôm mấy bạn, cào chiếc á. Ghe này cào chiếc là quấn trong mé là vừa luôn nè. Xài dép bằng cây á. Đó đây thì mấy anh em cào sò nè, mới vô nãy giờ lại đây đậu tập trung hai chiếc rồi. Gió bạn, cái này vô vụ rồi, mưa gió đều kê quá trời luôn. Đó. Lòng rất là thưa cho lòng tròn á. Lòng này bầu 6 tấc mấy các bạn. Đây anh sau lái mình thì đang lấy giò đạp cái gì đây, đạp cái đầu vé xuống cho nó thẳng á. Ăn cơm đi, nói chuyện hoài. Chiều anh em rất là vui. Ở đang rút dây lường nè, dây này khoảng 20 mấy á, quá bự luôn. Mình xài dây 16 á.
Ông Mâm bên đây đang ăn cơm đó bạn, đi hai người. Đi hai người. Quá đói ăn dữ rồi. Quá lùa dữ rồi. Đói dữ rồi, lùa dữ rồi. Đó, chiếc bên đây thì đặt cái Cumin 375 8.9. Ông anh ở gần nhà mình đó bạn. Chung thì nguyên vàng vỏ thì ở gần không à. Nguyên một xóm vậy. Kia chào bá luôn, đi hai người. Đó, sao làm gì đây? Chiều mình sẽ quay cảnh với anh em làm công chuyện như các bạn xem á. Đó. Mình bên đây là cái mũi mới sơn lại nè. Quá đẹp luôn. Mới sửa mũi, sơn mũi lại các bạn. Ê ăn gì nhai vậy ơi? Quá wow, đâu có dữ rồi, lùa dữ rồi. Dép nè, gách tờ lơ luôn, gách ngay cái góc á. Ghe nước đá cặp lại mấy anh lưới bao nè, nãy giờ xây cũng lâu quá bạn, xong rồi giờ bắt đầu lui ra. Mấy anh này giặt lưới nãy giờ chưa xong đó, còn một đống lưới dưới nước nè. Đó, anh này là chèo dọc cái gì đây đó, trên cái thùng là mới chèo xuống nè, anh này là chèo dọc đó bạn. Đó, không phải mà ai cũng muốn ngồi lên đây là ngồi đâu á, kỹ thuật chưa lắm mới được ngồi lên trên đó đó bạn. Rồi bên đây cũng đi hai người đây, ăn sao ăn cơm. Mình đó ăn cơm có sò đó bạn, mới kêu mình qua ăn nè. Đó, chiều hồi sáng á có cái giỏ của ông anh kia đó, quen người lại cho đựng ít sò, anh em luộc ăn cơm.
Sờ co thịt bự không? Có cá không Quân? Có cá không? Ừ.